Rồi, ok. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video của em An nhé. Thì trong video ngày hôm nay thì em An sẽ cùng chia sẻ những cái góc nhìn đến anh chị em về một cái nhóm ngành đang có những cái đà tăng tương đối là mạnh cũng như là thu hút được những dòng tiền tương đối là tích cực ở trong giai đoạn vừa rồi nhé. Thì cái nhóm ngành mà em An muốn chia sẻ đến anh chị em ngày hôm nay là nhóm dầu khí mọi người nhé. Đó, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng view qua về cái đồ thị chung của nhóm ngành này, đúng không? Cũng như là những cái cổ phiếu riêng lẻ trong nhóm ngành dầu khí để xem rằng là liệu trong những cái phiên tới thì chúng ta có cái cơ hội để tham gia với nhóm dầu khí hay không, hay là những cái thời gian tới thì cái trạng thái của dầu khí nó sẽ như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Ok, thì anh chị em nào đang xem video, mọi người có thể là ủng hộ cho em An một like, một subscribe kênh cũng như là một cái phần một cái bình luận quả tim ở dưới phần bình luận của video nhé, để giúp cho em An tăng cái mức độ tương tác của video này, đúng không? Cũng như là giúp cho video có thể lan tỏa tới nhiều anh chị em nhà đầu tư hơn nữa. Đó, thì rất là cảm ơn anh chị em nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung của chương trình ngày hôm nay nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ view qua về cái đồ thị chung của nhóm ngành, đúng không ạ? Thì như trên màn hình anh chị em có thể thấy, với nhóm dầu khí ở trong khung tháng, mọi người lưu ý giúp em nhé. Trong khung tháng thì chúng ta thấy dầu khí đang có một cái trạng thái khách sạn và kéo giá hồi lên những vùng giao găm này, rồi kizun, đúng không ạ? Và cái trạng thái khách sạn này của nhóm dầu khí chúng ta sẽ tồn tại thêm được khoảng trước mắt là 2 tháng nữa. Đó. Cho nên là trong khung tháng thì chúng ta trong vòng 2 tháng nữa thì em nghĩ là anh chị em nào mà đang cầm nhóm dầu khí hoặc đang muốn mua nhóm dầu khí thì mọi người vẫn có thể là cân nhắc để tìm điểm tham gia được, đúng không? Chúng ta vẫn có trạng thái khách sạn trong 2 tháng nữa thì vẫn khá là an toàn và khá là tích cực. Đó. Còn ở trong khung tuần thì mọi người thấy là một cái tín hiệu tương đối tích cực, đúng không? Khi mà xu hướng ở trong khung tuần thì nhóm dầu khí đã chuyển sang cái xu hướng tăng mới rồi. Đó, ngoài ra thì nó đang có một cái trạng thái tăng rất là mạnh. Theo Ichimoku chính phát thì đây là cái trạng thái song kiếm hợp bích, đúng không ạ? Chắc là anh chị em nào theo dõi thì mọi người cũng biết cái trạng thái này rồi. Đó, và trạng thái song kiếm hợp bích này của nhóm ngành dầu khí sẽ tồn tại được khoảng 5 tuần nữa trước khi mà bắt đầu có dấu hiệu tách kiếm và có những tín hiệu kéo giá về vùng cân bằng, đúng không? Cho nên trong khoảng tầm 5 tuần nữa thì em nghĩ là với nhóm dầu khí vẫn đang tương đối là tích cực, đúng không? Tương đối tích cực. Đó, còn ở trong khung ngắn hạn hơn, trong khung ngày thì xu hướng của nhóm dầu khí cũng đang vào một cái xu hướng tăng rồi. Đó, ngoài ra thì nó cũng mới phá được cái vùng nền tích lũy khá là lâu ở trong giai đoạn vừa rồi. Đó, cho nên là với nhóm dầu khí thì em nghĩ là nó vẫn là những cái xu hướng cũng như những cái trạng thái tăng tương đối tích cực. Đó, và nó sẽ vẫn còn dư địa tăng, đúng không? Đó, tuy nhiên thì để về cái điểm mua thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ cùng đi qua những cái cổ phiếu ở trong nhóm dầu khí nhé. Ok. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi qua những cái cổ phiếu của nhóm dầu khí. Đây, đầu tiên là cổ phiếu PVS, đúng không ạ? Thì anh chị em thấy là trong trong khung tuần thì PVS cũng đang có một trạng thái tăng rất là mạnh này và có những cái dấu hiệu vượt vùng kháng cự rồi, đúng không? Trước đó chúng ta có chia sẻ là cái vùng kháng cự rất là mạnh của PVS ở vùng 28 và vùng loanh quanh vùng 29. Đó, thì đây là một cái vùng kháng cự mà phải nói là tương đối mạnh của nhóm PVS. Đấy, nhưng thời điểm hiện tại nó đã vượt qua rồi. Nó đã xác nhận vượt qua rồi. Đấy, tuy nhiên thì khi mà nó mới vượt qua, đúng không? Khi mà một cổ phiếu nó mới vượt qua những vùng kháng cự mạnh thì thường nó sẽ có những cái xu hướng test lại, đúng không? Thì thường nó sẽ có những xu hướng test lại. Thì anh chị em trong thời gian tới em nghĩ là anh chị em có thể là canh những cái nhịp điều chỉnh của PVS ở quanh những vùng 28 29 để anh chị em có thể tham gia nhá. 28 29 mọi người nhá. Đó, và trạng thái tăng của PVS cũng là song kiếm hợp bích này. Chúng ta vẫn còn 5 tuần nữa, đúng không? 5 tuần nữa với nhỏ cổ phiếu PVS nó vẫn còn 5 tuần duy trì cái trạng thái tăng tương đối mạnh nhá. Đó. Đấy, còn ở trong khung ngày, đúng không? Trong khung ngày thì chúng ta thấy là đã có 1 2 3 4 5, 5 phiên rồi đang tương đối mạnh, đúng không? Và hiện tại cái phiên gần nhất là phiên thứ 6 vừa qua thì đang có một cái dấu hiệu gọi là chững lại một chút cái đà tăng thôi. Và ở trong khung ngày thì chúng ta thấy là cái lực tăng trong ngắn hạn nhá thì nó cũng đã yếu hơn khá nhiều rồi. Thì em nghĩ là với cổ phiếu PVS thì nó sẽ cần thêm một cái nhịp điều chỉnh, một cái nhịp tích lũy trở lại, đúng không? Đó, trạng thái hai kiếm đã khá xa nhau rồi. Bây giờ chỉ cần có một phiên không vượt đỉnh nữa thôi, đúng không? Một phiên không vượt đỉnh nữa thôi thì nó sẽ hình thành trạng thái khách sạn,
đó, và kéo giá về những vùng cân bằng. Thì những vùng cân bằng ở đây chúng ta có thể là xem xét quanh những vùng tầm 28 rồi, đúng không? 28, 28.5 là chúng ta đã có thể xem xét để mở mua rồi. Đấy, cũng như là khi mà về vùng 28 thì gần như nó cũng sẽ test lại cái đỉnh cũ này. Đúng không? Đó, nó cũng sẽ test lại những cái đỉnh cũ này. Đó, cho nên em nghĩ là với cổ phiếu PVS thì về những vùng khoảng tầm 28, 28.5 hoặc là 29, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn là bắt đầu có thể mở mua rồi, bởi vì nó có hỗ trợ đỉnh cũ này, hỗ trợ trong khung tuần này, đúng không? Đó, còn những cái vùng cân bằng nếu mà trong ngắn hạn nó mà có những vùng cân bằng đâu khoảng tầm 27 nữa, đúng không? Về được giao găm này thì cực kỳ tuyệt vời với nhóm PVS nhá. Đó thì anh chị em có thể chuẩn bị những cái kịch bản, những cái vị thế là chúng ta chuẩn bị tham gia với nhỏ cổ phiếu PVS nhé. Nó về dư địa trung hạn của nó vẫn còn tương đối mạnh nhá. Đó, tương đối mạnh. Anh chị em hoàn toàn có thể kỳ vọng những vùng ngắn hạn là khoảng tầm 32.5 này, đúng không? Rồi những cái vùng đỉnh cũ của nó khoảng tầm 40 là hoàn toàn có khả năng mọi người nhé. Đó, dòng tiền mọi người thấy trong những giai đoạn vừa rồi cũng tham gia rất mạnh này, đúng không? Đó, dòng tiền vào này, dòng tiền cũng vào này. Đó, đấy là với cổ phiếu đầu tiên, cổ phiếu PVS. Đó, anh chị em có thể canh điểm tham gia nhé. Tiếp theo cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu PVD, đúng không ạ? PVD cũng tương tự như PVS, nó cũng gần như là một cổ phiếu leader của nhóm dầu khí này. Đó, khi mà nó cũng đã vượt qua những vùng kháng cự rất mạnh ở trong khung tuần, ở những cái kháng cự giao găm đâu đó loanh quanh vùng 21.5, đúng không? Đã vượt qua rồi. Đấy, thì với PVD thì nó cũng mới vượt qua này, vừa vượt qua đỉnh cũ ngắn hạn đây này, rồi ở đây nữa này. Đó, thì trong những thời gian tới thì nó hoàn toàn có khả năng sẽ chinh phục những cái vùng đỉnh cũ nhá. Hoàn toàn có thể chinh phục những vùng đỉnh cũ với PVD, đúng không? 2, 4, 5. Thì với PVD trong cung trung hạn thì nó sẽ có khoảng tầm 5 tuần nữa, 4 tuần nữa để có thể là vẫn duy trì được cái đà tăng trước khi có một cái nhịp mà chững lại trong khung tuần để mà tích lũy lại, đúng không? Đó thì anh chị em có thể tận dụng những cái nhịp trong thời gian tới nhá. Đó, còn ở trong cái khung ngắn hơn, trong khung ngày thì tương tự như PVS, đúng không ạ? Chúng ta thấy cái trạng thái tách cũng đã tách kiếm khá là xa nhau rồi. Đó. Và nó cũng đã vượt được những cái vùng đỉnh cũ trong những giai đoạn vừa rồi, đúng không? Đó. Phá được những vùng tích lũy trong những giai đoạn vừa rồi thì trong thời gian tới hoàn toàn có thể là tiếp tục cái xu hướng tăng của nó. Đấy, nhưng mà anh chị em lưu ý một chút trong ngắn hạn. Đúng không? Kiếm đã tách cũng khá xa rồi. Đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng trong những thời gian tới thì có thể là PVD nó cũng sẽ quay lại, nó test lại cái đỉnh vùng đỉnh này hoặc là test lại được những vùng cân bằng bằng bên dưới này thì cực kỳ tốt, cực kỳ tuyệt vời để chúng ta tham gia. Thì những cái vùng mà chúng ta có thể tham gia với PVD là quanh những vùng đầu tiên là loanh quanh những vùng 23 là bắt đầu chúng ta đã có thể là nó khi mà nó test lại đỉnh cũ, đúng không? Là bắt đầu chúng ta có thể cân nhắc để tham gia rồi. 23 này và khi mà có nhịp điều chỉnh về những vùng cân bằng loanh quanh những vùng 22, đúng không? 22 là những cái vùng chúng ta tiếp tục tham gia rất đẹp với cổ phiếu PVD nhé. Đó, đấy là trong ngắn hạn cũng như trung hạn của PVD này, hai cổ phiếu leader trong của nhóm dầu khí. Tiếp theo, một cổ phiếu cũng tương đối khỏe trong nhóm dầu khí là cổ phiếu PVD, PVC, đúng không? Thì cổ phiếu PVC thì nó yếu hơn một chút. Đó, khi mà nó chưa chuyển sang một cái xu hướng tăng chưa chuyển sang một cái xu hướng tăng mới ở trong khung tuần. Tuy nhiên thì nó cũng đang có những cái trạng thái tăng khá là tốt. Đó, và nó yếu hơn PVS và PVD ở một một điểm là nó chưa vượt cái vùng kháng cự mạnh ở trong khung tuần nhé, chưa vượt cái giao găm ở trong khung tuần. Với PVD và PVS thì nó đã vượt qua rồi. Đấy, cho nên với PVC thì giai đoạn này trước mắt chúng ta sẽ kỳ vọng những cái vùng đỉnh cũ đã, đúng không? Loanh quanh những vùng 20 cộng trừ nhé, 20 20.5. Nó sẽ là những cái target trước mắt của PVC ở trong khung tuần. Đó. Đấy, còn trong khung ngày thì cũng tương tự như PVS và PVD, nó cũng đã có một xu hướng tăng rồi, đúng không? Tuy nhiên hai kiếm cũng đã có những cái dấu hiệu tách tách hai kiếm tách ra khỏi nhau rồi, đúng không? Thì cái lực tăng nó cũng bắt đầu có thể có những dấu hiệu là yếu đi một chút, đúng không? Cũng như là chuẩn bị tiếp cận lại những vùng đỉnh cũ trên này, đó loanh quanh vùng 19. Đó thì với PVC thì xu hướng nó vẫn khá là tốt. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng sẽ kỳ vọng những cái nhịp điều chỉnh nhá, những cái nhịp điều chỉnh test lại những vùng đỉnh cũ này. Đó, loanh quanh những vùng 17 này là chúng ta cũng đã có thể tham gia được với PVC rồi, 17 mọi người nhá. Đó, hoặc là nếu như có nhịp mà test lại những vùng cân bằng những vùng bên dưới này loanh quanh vùng 16.5, đúng không? Thì nó là những cái vùng mà anh chị em có thể tham gia với PVC tương đối là đẹp, đúng không? Để kỳ vọng một cái nhịp target ngắn hạn loanh quanh những vùng 20. Đó thì anh chị em có thể canh với PVC ở quanh những vùng 16.5 đến vùng 17 nhá, là mọi người có thể tham gia rồi, đúng không? Đó, đấy là PVC. Tiếp theo PVB, đúng không? Cổ phiếu này thì
trong những cái thời gian vừa qua có những đà tăng tương đối là tốt, từ 14 này đúng không, lên đến 19 luôn đó, và phiên thứ sáu vẫn trần đó. Nhưng mà PVB thì nó cũng yếu hơn PVS và PVD một chút, khi mà nó cũng cũng chưa vượt được những vùng kháng cự mạnh ở trong khung tuần. Đây mới là một tuần thôi, thì chúng ta sẽ cần thêm những cái cần thêm một tuần tuần nữa để có thể là xác nhận là nó đã vượt kháng cự đúng không. Thì hiện tại với PVB chúng ta vẫn có những vùng kháng cự tương đối mạnh ở trong trung hạn là vùng 18 này, cũng như là vùng 20, nó là những vùng kháng cự tương đối mạnh của PVB mọi người nhé. Đó thì với PVB thì em nghĩ là anh chị em muốn tham gia thì chúng ta sẽ phải đợi một nhịp chỉnh tương đối sâu đấy, tương đối là sâu đúng không, đó là loanh quanh những vùng tầm 16.5 thì chúng ta mới có thể là tham gia ở những vùng ở những vị thế này thì nó mới an toàn được đó. Còn những vùng hiện tại thì với PVB em nghĩ anh chị em hạn chế đu vào nhé, không nên đu vào những cái phiên mà nó đã có những cái đà tăng rất là mạnh rồi đúng không, cũng như là RSI quá bán này đúng không, rồi trong khung tuần nó cũng đang gặp những cái vùng kháng cự tương đối mạnh đấy. Thì kể cả như là nếu như mà nó khỏe như là PVS và PVD đúng không, thì có thể nó sẽ vượt được những vùng kháng cự này đấy, nhưng mà sau đấy thì nó cũng sẽ có những nhịp test lại thôi đó, sau đó thì nó cũng có những cái nhịp test lại để anh chị em có thể là canh những điểm tham gia nhé. Khi nào mà trong khung tuần nó xác nhận rồi ấy, thì chúng ta sẽ không cần đợi ở vùng 16.5 nữa, mà chúng ta có thể là sẽ loanh quanh vùng 18.5 chúng ta cũng đã có thể cân nhắc tham gia được rồi đúng không đó. Nhưng mà đây là câu chuyện của tuần sau, chúng ta sẽ cần thêm một tuần nữa đó. Thì đấy là với PVB nhá, thì anh chị em cũng lưu ý một chút, chúng ta không nên mua khi những cái cổ phiếu nó đang rất là hưng phấn như này mọi người nhá đúng không. Đó, chúng ta có những cái bài học cũng như là những cái sai lầm cơ bản mà rất là nhiều anh chị em đầu tư chứng khoán chúng ta bị mắc vào khi mà nhìn thấy cổ phiếu tăng xanh tím, thì rất là nhiều anh chị em muốn tham gia và tham gia vào những cổ phiếu đấy thì nó rất là nguy hiểm mọi người nhé. Chúng ta nên đợi những cái nhịp điều chỉnh đúng không, để cho anh chị em tâm lý anh chị em nhà đầu tư bớt hưng phấn một chút đi nhé. Đó rồi tiếp theo là PVT. Thực ra PVT thì nó thiên về cái bên vận tải hơn mọi người nhé, nó là một công ty vận tải dầu khí đúng không. Thì với PVT thì nhìn chung là nó cũng đang ở những vùng hỗ trợ trong khung ngày thôi, chúng ta có những vùng hỗ trợ loanh quanh vùng 20.7 đúng không, đến vùng 21 thì nó vẫn là vùng hỗ trợ trong khung ngày đó. Tuy nhiên trong khung tuần nó đang có cái vùng kháng cự tương đối mạnh ở vùng 21.5, cái này thì trên buổi livestream chúng ta đã chia sẻ với nhau khá nhiều rồi đấy. Cho nên với PVT thì em nghĩ là cá nhân em thì em sẽ đợi khi nào nó vượt hẳn cái kháng cự trong khung tuần 21.5, 21.6 đấy thì em sẽ tham gia. Còn anh chị em nào vẫn muốn tham gia với PVT thì em nghĩ là mọi người có thể mua trước khoảng 30% ở đây được, mua trước khoảng 30% hoặc là 50% cũng được đấy. Chúng ta sẽ chờ đợi khi có những tín hiệu nó vượt kháng cự ở trong khung tuần đấy, và tích lũy được một tuần trên này thì chúng ta sẽ mua gia tăng với PVT nhá. Đó về cổ phiếu PVT thì nó cũng chưa tăng nhiều đấy, khung ngày nó cũng đang ở những trạng thái gọi là tích lũy thôi, ở những vùng nền tích lũy thôi đúng không. Đó thì anh chị em tham gia những vùng này thì em nghĩ là chúng ta nên mua lấy vị thế trước nhé, và đợi những tín hiệu tích cực chúng ta sẽ tham gia sau, mua gia tăng sau nhé. Rồi tiếp theo PVT chúng ta có PET. Đó, PET thì hôm nay thì dịch vụ tổng hợp đúng không. Đó thì PET ở trong khung tuần thì gần như nó đã xác nhận cái nhịp hồi trong trung hạn rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau trước đó rồi đúng không. Nhưng mà trong khung tuần thì anh chị em lưu ý một chút là hiện tại nó đang có cái tín hiệu có khách sạn ở loanh quanh những vùng 22.8 đến 23 nhé. Thì trong khung tuần thì nó sẽ có những nguy cơ điều chỉnh vào những vùng này đấy, nhưng mà điều chỉnh đây là một cái nhịp điều chỉnh tích cực nhé, để sau đó nó sẽ có thể tiếp tục cái đà tăng đúng không, tiếp tục cái đà tăng lên những vùng kháng cự trung hạn ở đây đúng không? Kháng cự trung hạn trước mắt của nó là vùng 27.5 này, 27 27.5 và những vùng 35 đúng không? 34 35 đó. Thì với PV với PET thì em nghĩ là anh chị em có thể đợi những nhịp điều chỉnh nhá. Đó, có những tín hiệu này thì chúng ta nên đưa vào watchlist để theo dõi, và khi nào về điểm cái là mọi người có thể tham gia ngay nhá. Đó, đấy trong khung tuần. Khung ngày thì tương tự, khung ngày thì đang ở một cái nền vùng nền tích lũy này, đúng không? Đó, nhưng mà nó chưa chưa bị gãy. Nói chung là chưa gãy. Nếu mà muốn mà về được vùng 23 thì nó cần phải phá vỡ vùng 24 cơ. Đó, nó phải phá được cái đáy gần nhất đây này thì lúc đấy chúng ta sẽ có vùng giá 23 để chúng ta tham gia. Đó, nhưng mà về trạng thái tích lũy thì nó đang tích lũy hơi hơi xấu một chút. Khi mà nó tích lũy dưới vùng cân bằng rồi nhá, thì với cái trạng thái mà tích lũy dưới vùng cân bằng thì nó cái nguy cơ nó điều chỉnh về những vùng giao găm là tương đối cao đấy, tầm 6 đến 70% đấy. Đó, cho nên với PVT thì em nghĩ là anh chị em
chuẩn bị vị thế trước nhá, và đưa vào watchlist đó, và đưa vào watchlist. Khi nào về vùng 22.823 mọi người múc luôn cho em nhá, múc luôn cho em để chúng ta kỳ vọng những cái target xa hơn rất là nhiều đó. Đấy là với PET nhé mọi người nhá. PET này, tiếp theo BSR đúng không, lọc hóa dầu Bình Sơn, một cổ phiếu mà tương đối nặng mông ở trong nhóm dầu khí đúng không, rất là nhiều anh chị em nhận xét như vậy đó. Thì thực ra thì với cổ phiếu BSR thì chúng ta phải nói một cái điều là BSR cái lượng cổ phiếu nó tương đối là lớn đúng không, tương đối là lớn, cho nên cái việc mà nó đi chậm hơn các cổ phiếu khác thì chúng ta cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi đó. Nhưng mà về cái dư địa tăng của nó thì vẫn còn tương đối nhiều đấy, cho nên là với đặc thù của BSR ấy, thì anh chị em nào mà tham gia vào cổ phiếu BSR thì mọi người cần phải có một cái sự kiên nhẫn đúng không, cũng như một cho nó thêm cái thời gian đúng không. Chúng ta không thể mong nó chạy nhanh như PVS, nhanh như PVD đúng không, hoặc là như các cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí được đấy. Cho nên anh chị em nào đã xác định đầu tư BSR thì mọi người phải kiên nhẫn một chút nhá, cho nó thời gian đúng không. Chúng ta đừng mua bán bởi vì là có nhiều anh chị em sẽ thấy BSR nó mua mãi không nên tăng, nên là mọi người sẽ dễ bị bán bởi vì cái việc chúng ta chán nản quá, nhìn thấy anh em trong dòng nó tăng hết nhưng mà cổ phiếu mình cầm không tăng đúng không. Đó, chúng ta dễ dẫn đến cái trạng thái chán nản với cổ phiếu này, và chúng ta dễ bị bán ở những cái vùng đang ở những vùng hỗ trợ rất là tốt đúng không. Đó, với BSR thì em vẫn nói mọi người này, loanh quanh vùng 16 đúng không, 16 16.2 16.3 là những vùng mọi người vẫn có thể mua gom được, chứ không phải đây không phải vùng bán. Nhưng mà đã có tương đối nhiều anh chị em có nhắn tin hỏi em, nhớ sau đấy thì một thời gian sau thì lại thấy mọi người nhắn là ô anh vừa mới bán BSR rồi, hoặc chị vừa mới bán BSR rồi, cầm cổ phiếu này chị thấy mãi nó không chạy chán quá đúng không, bán thì chúng ta cơ cấu sang mã khác. Thậm chí trong phiên vừa rồi đó, cái phiên mà nó bật tăng lên 17 này, đã có nhiều anh chị em nhắn tin cho em ở phiên ngày thứ 6 luôn, chị vừa mới bán xong thì nó chạy mất, hoặc anh vừa mới bán xong thì nó chạy mất đó. Thì đấy là một cái kinh nghiệm để cho anh chị em có thể lưu ý nhá. Chúng ta khi mà mua bán với những cổ phiếu ở trên thị trường ấy thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta cần cho nó thời gian đó, và mua bán phải có lý do, phải có cơ sở đúng không, mua vì lý do gì thì bán vì lý do đấy đúng không. Chúng ta mua BSR ở hỗ trợ thì rõ ràng một điều là nó sẽ phải đi chậm hơn đúng không, chứ không phải là chúng ta mua break thì nó mới có thể là chúng ta kỳ vọng nó đi nhanh hơn được, T cộng được. Còn mua hỗ trợ thì anh chị em phải cho nó thời gian đấy, với lại đặc thù từng cổ phiếu anh chị em phải nắm được đúng không. Với BSR thì đặc thù nó là cổ phiếu rất là lớn, lượng cổ phiếu rất là lớn, cho nên nó sẽ không đi nhanh được đấy. Nhưng mà chúng ta lưu ý là mua ở hỗ trợ thì chúng ta khi nào nó mất hỗ trợ hoặc mất những cái vùng an toàn chúng ta mới bán đúng không. Đó thì anh chị em lưu ý một chút về cái mua bán cổ phiếu nhá, để nếu như anh chị em nào có lỡ bị vào trường hợp đấy thì lần sau chúng ta rút kinh nghiệm đúng không, hoặc là có thể chuyển về ID với em An để chúng ta đồng hành với nhau, chắc chắn mọi người sẽ không bị cái vấn đề đấy nữa đúng không. Em An sẽ đưa cho mọi người những cái phương pháp, những cái kế hoạch đầu tư nó rõ ràng đúng không, với BSR, để anh chị em không còn trường hợp là ô chị ơi, nó vừa tăng xong thì cái câu chuyện là anh chị em lại nhắn tin tâm sự với em An là chị vừa bán xong rồi đúng không, vừa bán xong thì nó chạy đó. Thì anh chị em lưu ý nhá. Thì và với BSR thì cái điểm mua của BSR thì hiện tại nó vẫn đang ở một cái trạng thái tích lũy trong khung ngày thôi đúng không, nó chưa có những tín hiệu xác nhận phá vỡ cái vùng nền tích lũy này nhá. Đấy, cho nên là ở những vùng này thì chúng ta cũng chưa nên mua với BSR đó, chưa nên mua với BSR. Một là chúng ta sẽ đợi điều chỉnh về những vùng có thể là vùng 16.5, nhịp này 16.5 là chúng ta đã có thể mua được rồi, 16.5 16.6 nhá. Đó thì chúng ta có những cái hỗ trợ trong khung ngắn hạn hơn H1 đó, và chúng ta mua những vùng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ đi theo những cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí đúng không, nó sẽ phá vỡ vùng nền tích lũy. Tuy nhiên thì cổ phiếu này chưa xác nhận nhá, mọi người lưu ý giúp em, kể cả trong khung tuần nó vẫn là những trạng thái tích lũy thôi. Khi nào nó phải vượt được vùng 17.7 đó thì lúc đấy là bắt đầu mới xác nhận cái nhịp hồi để lên được những vùng 20 nhá. Đấy, cho nên anh chị em không nên đu vào những cái phiên như phiên ngày hôm qua, nếu mà nó lên những vùng trên 17.x này đó là nó lên ngay vùng kháng cự đấy, thì chúng ta không nên mua nhé. Một là phải đợi nó xác nhận vượt thì lúc đấy chúng ta mua đúng không, không thì phải đợi nó chỉnh vào những vùng hỗ trợ chúng ta mua đấy, thì nó cái chiến lược nó phải rõ ràng mọi người nhé. Đó thì em nghĩ là với BSR thì những cái nhịp test trong những phiên tới nó sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị em có thể tham gia được nhé. Đó, nhưng lại lưu ý với mọi người là đặc biệt với BSR là nó sẽ là một cổ phiếu đi hơi chậm so với các cổ phiếu trong nhóm ngành nhá. Đấy, nên nếu như đã xác định tham gia BSR thì phải cho nó thời gian
đó, và có kế hoạch mua bán rõ ràng nhé, giúp em An đó. Rồi một cổ phiếu cuối cùng trong nhóm dầu khí mà chúng ta muốn chia sẻ, em An muốn chia sẻ đến anh chị em là cổ phiếu Oi đó. Với Oi thì cũng là một cổ phiếu tương đối là nặng mông trong nhóm dầu khí, tương tự như BR đúng không đó. Nhưng mà Oi nhá, mọi người lưu ý giúp em này, Oi thì nó khác BR, nó khỏe hơn BR, nó đã vượt cái vùng, nó đã phá vùng nền tích lũy rồi nhá đó, anh chị em lưu ý giúp em. Và trong khung tuần nó cũng đã xác nhận một cái nhịp hồi trung hạn rồi, khi trong phiên vừa rồi nó vượt cái vùng giá 9.9 nhá, vượt vùng giá đấy là xác nhận rồi đó. Cho nên là với OI trong khung trung hạn thì nó vẫn còn 2 3 4 5 6 7 8 9, nó vẫn còn tương đối nhiều thời gian, tầm 8 đến 9 tuần nữa để cho anh chị em có thể là để cho OI nó giữ được cái trạng thái xong kiếm hợp bích này đúng không, cũng như là vẫn là những cái nhịp mà trạng thái tăng rất là mạnh, kể cả nó có tách thì cái kỳ hai kiếm nó cũng tách rất là hẹp thôi, nó vẫn rất là sát nhau, cho nên cái trạng thái tăng của BR nó vẫn là một cái trạng thái tăng tương đối mạnh nhá. Đó thì anh chị em có thể canh những cái nhịp điều chỉnh trong thời gian tới để chúng ta tham gia với cổ phiếu OI nhá. OI thì hiện tại xác nhận rồi thì em nghĩ là những cái target của OI còn tương đối rộng nhá, 13.5 đó là những cái target của OI trong những cái khung trung hạn đó, và hoàn toàn có cơ hội trong thời gian tới nhá, anh chị em lưu ý giúp em đúng không. Đấy còn trong khung ngày thì một trạng thái tăng rất là mạnh rồi đúng không, xu hướng tăng cái đấy là rõ ràng rồi, và đã xác nhận phá cái vùng tích lũy rồi, phá vùng nền tích lũy, cho nên đây cũng là một cổ phiếu em nghĩ trong thời gian tới tương đối hấp dẫn với anh chị em đó. Và mọi người có thể canh mua với cổ phiếu OI này ở những vùng khi mà nó test lại những vùng đỉnh cũ nhá, tầm 9.6 đến vùng 9.8 thậm chí 9.9 mọi người vẫn có thể mua được. Đây là những cái vùng mà khi nó test lại vùng nền nhé, đó khi nó test lại những cái vùng đỉnh cũ ở những vùng nền tích lũy này đấy, thì anh chị em hoàn toàn có thể tham gia được với OI nhé. Đó cũng là một cổ phiếu rất là hấp dẫn đó, mọi người nhớ khi mà có nhịp điều chỉnh nhớ tham gia vào nhé, dòng tiền cũng tham gia vào phiên ngày hôm vừa rồi tương đối tốt đúng không. Đó đó thì với nhóm dầu khí thì cơ bản em thấy là đang tương đối tích cực đúng không, anh chị em mà chưa tham gia thì mọi người nhớ tham gia nhé. Ở trong room của anh em trong ITP thì anh em đã tham gia cổ phiếu với nhóm dầu khí thì cũng đã tham gia được OI này, OI cũng ngày 26 tháng 5 khi nó vượt nền nhá, đó khi nó phá vùng nền cái là anh em đã tham gia rồi, 9.6 9.7 này đúng không, thì hiện tại T1 đúng không cũng đang tương đối tích cực đó, và kỳ vọng là OI sẽ cho những cái khoản lợi nhuận tương đối là lớn đúng không. OI này rồi PVC đúng không, nhịp trước mua 1/2 à, nhịp trước mua rồi bán 1/2 rồi đấy, và hôm ngày 25 tháng 5 cũng mua lại ở vùng 16.8 đến 17.1 này đó, thì nhìn chung là cũng tương đối tích cực với PVC đúng không, nó cũng đang ở những vùng 18 thì cũng đang có những khoản lợi nhuận khá là tốt đó, và quan trọng là cái dư địa ở trong khung trung hạn cũng như cái xu hướng cái trạng thái vẫn đang tương đối tốt đó. Thì anh chị em có thể lưu ý là canh những cái nhịp vào với nhóm dầu khí nhá, nó gần như là nó đã xác nhận một cái sóng ngành rồi đấy, nó xác nhận một cái sóng ngành rồi đúng không. Đây sóng ngành như em An vừa chia sẻ với mọi người đấy, nhóm dầu khí đấy, đồ thị nhóm dầu khí đấy đúng không, có một cái sóng ngành chung rồi đấy, nó ít nhất là đến những vùng kháng cự trong khung trung hạn giao găm trong khung tuần này đúng không, đó ít nhất là đến những vùng đấy đó, cho nên mọi người nhớ với nhóm dầu khí anh chị em nhớ canh những cái điểm để tham gia nhé. Ok thì anh chị em nào mà chưa có ai đồng hành hoặc là chưa biết mua, chưa biết tập trung vào nhóm ngành nào đúng không, cũng như là những cái sóng ngành, những cái cổ phiếu khá là tốt trong nhóm dầu khí mà mọi người đang bị bỏ lỡ và chưa tham gia được, thì anh chị em hãy về với đội của em An đúng không, để trong thời gian tới em An sẽ canh những cái điểm vào cho mọi người đó, sẽ là những cái điểm vào rất là đẹp cho mọi người nhé, cũng như là nó sẽ có những cái nhóm ngành khác đúng không. Chúng ta đã có những nhóm ngành nó cũng xác nhận cái nhịp hồi trung hạn rồi đấy, và cơ hội đang rất là nhiều, thì anh chị em hãy về với em An sớm để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, và em An sẽ tìm những cái nhóm ngành, tìm những cổ phiếu nó rất là khỏe cho anh chị em để mọi người có thể tham gia nhé và có thể kiếm lợi nhuận ở trong thời gian tới đó. Cái cơ hội em nhìn thấy trên thị trường hiện tại đang rất là nhiều rồi, thì anh chị em hãy nếu mà đầu tư chưa hiệu quả thì hãy nhớ về với đội của em An nhé. Đó thì để đồng hành với nhau thì anh chị em chỉ cần mở giúp em An một tài khoản là VPS với ID của em An thôi đúng không, hoặc là nếu như anh chị em có tài khoản rồi thì mọi người chỉ cần chuyển ID về ID Q341 của em An nhé. Đó thì sau đó chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau. Đó, rất là hy vọng mà chúng ta sẽ có những cơ hội làm việc cùng với nhau anh chị em nhé. Và ngoài ra thì em An có một cái đường link ở trong phần mô tả nhé, cũng như dưới phần bình luận,
Thì em An có một cái đường link room Zalo, room cộng đồng của chúng ta. Thì anh chị em nào mà chưa tham gia giao lưu và chia sẻ cùng với em An thì mọi người nhớ click và tham gia vào room cộng đồng của anh chị em chúng ta nhé. Trong room thì em An sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người cái cập nhật về thị trường này, đúng không? Rồi những cái cổ phiếu mà anh chị em quan tâm thì em An sẽ hỗ trợ trực tiếp trong phiên, cũng như là khi có những cơ hội đầu tư thì em An sẽ chia sẻ đến anh chị em nhé. Đó. Ok, thì anh chị em nào chưa tham gia thì mọi người nhớ tham gia nhé. Và mọi người đừng quên thả cho em An một like này, một subscribe kênh, cũng như một quả tim dưới phần bình luận nhé, để giúp em An tăng cái tương tác của video lên mọi người nhé. Rất là cảm ơn anh chị em. Đó. Thì em xin phép kết thúc cái video ở đây nhé. Hy vọng là anh chị em sẽ có những cái kết quả đầu tư thật là tốt, thật là hiệu quả với nhóm dầu khí, cũng như là anh chị em hãy liên hệ với em An nhé, để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Rồi, ok, xin chào mọi người.